Có bao giờ em đánh sếp mình vì một lý do nào đó chưa? Ui, anh ơi, sao lại thế được ạ? À? Nhân viên mà không bao giờ có chuyện đánh sếp cả anh ạ. Ồ. Anh ơi, anh Trâm hơi nhỏ tí. Cái máy này là máy gì mà nãy giờ cứ kêu bíp 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 nghe khó chịu ngứa tai thế nhở? À, thú thật với chú em, dạo này trình độ lươn lẹo của ứng viên tăng cao nên bọn anh đã đầu tư một cái máy phát hiện nói dối để trong phòng phỏng vấn. Nãy giờ chú em bốc phét hơi nhiều rồi đấy. Dạ, nhưng mà em thấy em chả tin đâu. Làm quá trên đời có máy chống nói dối bao giờ. Không tin. Dạ. Không tin chú em cứ thử mà xem. Em được thử á? Ừ. Ôi vâng. Dạ. Thế thì anh tuyển dụng tôi hôm nay rất đẹp trai. Ừ, cái máy đơn đoán chuẩn thật anh này, nó nói đúng này. Chứ em thấy anh xấu trai bỏ là đẹp cái nỗi gì. Thôi, em thử phát nữa nhá. Tôi thấy anh tuyển dụng tôi hôm nay rất vui tính. Ơ, may đi. Xem ra chú em cũng có chút nhận thức. Ơ, lại kêu rồi này. Ui, má này công nhận là chuẩn thật anh ạ. Đúng là hàng xịn của khác. Chứ thấy anh nhạc bỏ chẳng được gì. Tôi nhịn cậu hơi bị lâu rồi nhá. Trong đây toàn những người có ý thức cả. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Không có ai vô học, vô đạo đức như cậu đâu. Xin lỗi ạ. Cũng có vài người. Thì trong đây toàn những lũ vô học, vô đạo đức cả. Được chưa? Môi trường thì lôm côm, sếp thì gây áp lực, đồng nghiệp thì tị nạn nhau. Nói chung là chả ra cả. Nói thế cho nó vuông. Dạ, vâng ạ. Thưa anh ơi, em nói thật với anh chứ anh sao mà có việc thì anh tuyển em vào làm với ạ. Mấy tháng thất nghiệp, em chẳng tiết kiệm được gì ngoài để dành ra một khoản nợ anh ạ. Thôi anh thương tình cho em đi làm để em kiếm tiền trả nợ anh nhá. Vậy à, nghe cũng thảm nha. Vâng, thế là anh đồng ý nhận em rồi chứ ạ? Ai bảo mày chê tao xấu? Thôi anh ơi, anh thương em, anh nhận em vào làm đi, em lấy tiền em trả nợ cũng em chết mất anh ạ. À. Anh thương em với anh ơi. Anh bảo em làm gì em cũng làm gì cũng được. Có chắc là cái gì cũng làm được không? Việc này thì... Có chắc không? Chắc ạ. Thế thì tối nay làm luôn nhá. Đi làm tối á? Ừ, làm tối nhá. Làm tối nhỉ? Bạn thấy gì chưa? Tìm việc quản lý tốt, nhớ vào tìmviec.com.vn.